Thưa bác, câu số 9. Câu pháp trong bài kệ sám hối: bậc nhị thừa học cùng hết học, có nghĩa là sao ạ? Và câu đèn chiếu thế mười phương Phật bảo, xin thầy giải thích ạ. Học cùng hết học là gì? Bây giờ đó, cái nhị thừa là nó chấp học và không học, thấy không? Con học cho đến khi nào mà con không còn học nữa là sao? Thiền tông có học nữa không? Mới vô là học à, mới vô đạo này đạo kia học, chứ vô thiền tông có học không? Thiền tông không cho học, mà chỉ biết về tạo công đức về. Vì thế mà ông Lục Tổ Huệ Năng ông đâu có học đâu, đâu có chữ nào đâu ông học. Mà tại sao ông về Phật giới được? Học cùng hết học, vô mới vô thì học. Ai cũng vậy, mới vô thì tu đủ thứ hết. Nhưng mà khi nó phát được thiền tông rồi, nó không học rồi không làm gì hết rồi. Bắt đầu tạo nước không làm, không tu, không học mà không làm gì hết. Mà tôi tạo nước tôi về. Đây là cái gương 36 vị tổ, gương có cái ông Lục Tổ, ông không có học chữ nào hết mà ông về Phật giới được. Còn mấy ông tiến sĩ không về được, ở đây dính, càng tiến sĩ càng chết, thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu đèn chiếu thế mười phương Phật bảo là gì ạ? Khi mà cái đạo Phật nó ra đời gọi là cái hào quang, đó là cái đèn chiếu thế. Lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề, chúng con thành kính thỉnh về, nguyện để chuyển về Pháp Luân. Phật muốn niết bàn chập diệt, chúng con chí thiết cầu gian, kính xin Phật ở trần hoàng, làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. Ổng ra đời, ổng nhìn thấy, ổng thấy cái thế giới này, ổng nói thôi tao không già, không dám dạy. Hồi mà ổng chưa thành đạo, ổng không biết, mà ổng thành đạo rồi ổng sợ quá. Ông thấy thế giới này ông hết hồn luôn. Chết rồi bây giờ dạy cái gì giờ đây? Đụng tới nó chửi liền á. Vì thế mà người ta mới cầu khẩn ông lại. Thôi giờ mấy ông cầu khẩn ta thì ta lại làm kêu bằng tạo ra cái năm cái pháp môn tu để cho mấy ông tu. Thấy không? Tu để rồi để khi nào mà cái lời người văn minh ra mới công bố cái sự thật ra. Vì thế mới có chuyện 2561 năm sự thật mới được công bố ra. Đó thấy khổ không? Mà bây giờ 2561 thiền sư Nước Thảo nhận 1950 không dám nói một tiếng nữa. Rồi tới khi bà lớn tuổi cũng không được. Rồi bây giờ thì trong bà để là đến đời Minh Triết mới xây lại cái chùa. Xây lại cái chùa chứ sự thật khỏi bà xây từ 1958 đến năm tới Minh Triết 206 mới xây lại, sửa lại cho nó hoàn chỉnh đúng theo cái thiền tông. Rồi bắt đầu từ đó đó mới phổ biến từ từ mới ra cái thiền tông, mới bắt đầu nó mới ra đời. Vậy mà còn không qua nổi mấy cái tay chửi thật là khó. Vì thế mà Đức Phật vừa thành đạo ông mở con mắt được, trời thấy cái thế giới vật lý này ghê thiệt, giờ không dám nói, thấy không? Nó thành ra bắt đầu thành ra người ta năn nỉ mấy đệ tử theo ổng mới năn nỉ ổng, nó thôi giờ Như Lai tìm phương cách độ, chứ bây giờ Như Lai mà đi về rồi thì ai mà hiểu được, bây giờ cứ đây xung quanh này ta cúng không à. Thì thôi nó chiều, ổng chiều, nó thôi ta dạy năm pháp môn, để khi nào mà loại người văn minh thì ta mới nói bằng sự thật ra, nhưng mà ta không có dạy các ông đâu. Thấy không? Vì dạy các ông có ông chửi, thành ra không dám, thành bắt đầu len lỏi đi nhờ ông Ma Ca Diếp chuyển đi cho tới Trần Nhân Tông. Rồi Trần Nhân Tông tìm cách liên lỏi chuyển lại cho bà Thảo. Bà Thảo cũng không dám công bố. Mà đợi tới mấy chục năm sau mới dám công bố ra. Công bố ra mà phải đúng luật pháp mới cho ra được. Còn nếu mà trật một cái là chết liền. Thấy không? Thành ra Đức Phật phải như người ta năn nỉ vậy. Thì người ta mới, ổng nó thôi giờ để tạo ra năm pháp môn đi theo cái quy luật của nó. Vì thế mà thì hỏi ổng chứ bây giờ rồi tới khi đó rồi làm sao? Nó thôi cái chuyện đó mấy ông đừng có lo. Chuyện của mày không lo, còn cái chuyện của ta lo. Ta đã rồi ký hợp đồng với Long Nữ rồi. Long Nữ, hợp ta 24 tuổi tôi gặp Long Nữ rồi. Long Nữ đồng ký, đồng ý cho cái phóng luôn. Nên tới đó nữa con sẽ phổ biến ra. Rồi giữa ông đó mấy ngàn năm sau mới biết được. Rồi bây giờ giải thích ra rồi hỏi người ta mới trả lời. Thấy không? Cái pháp môn này không, đầu tiên không dám nói ra. Mà kể cả mà khi Long Nữ nhận cũng không dám nói nữa. Tôi nhớ hồi xưa bà gầm cái đó.
tới cả những cái chùa mà nói sơ ra một cái nó chửi liền. Nó bà khùng quá. Chứ ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Chính thiền tông ra, thiền tông tân diệu ra đời nó cũng cho đầu tà đó, đầu ma đó, đầu yêu đó, người ta suy nghĩ rồi. Nhưng mà mình một cười thôi chứ nói gì chứ. Cái này tại mình biết trước. Chứ nếu mà không biết trước cũng nổi giận. Nếu mà chú không biết trước chắc nổi giận lâu đình luôn á. Rồi hỏi tiếp đi.